Và sau đây là bình luận của nhà báo Nguyễn Thông đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 3 tháng 1 năm 2022 về quả cầu nhựa xe không chính chủ và những biện hộ cho người đàn bà tan ác. Mời quý vị cùng chia sẻ. Quả cầu nhựa xe không chính chủ và những biện hộ cho người đàn bà tàn ác. Quả cầu nhựa to đùng, báo tuổi trẻ nói dài tới 15m, đương kính 5m từ đầu bay tới rơi xuống tỉnh Phú Thọ sát thủ đô. Chỉ khi dân chứng báo tin thì nhà chức việc mới biết. Đại diện chính quyền lên tiếng rằng không có gì liên quan tới truyền bá văn hóa mê tín dị đoan tức là không sao cả vấn đề không phải chuyện đó mà ở chỗ nó to thế vào hẳn đất ta nhưng không ai biết kể cả các cơ quan cánh trời chắc hẳn nhiều người còn nhớ vụ hồi năm 1987 một thành niên đức tên là Matthias Rös 19 tuổi từ lái máy bay thể thao bay tới đậu xuống hồng trường ở thủ đô Moscow nơi bất khả xâm phạm được canh giữ bậc nhất thế giới một cách sững sờ. Cả hệ thống phòng không hiện đại bất lực bị mù bộc lộ từ chức. Sau đó một loạt tướng sừng sỏ bị cách chức và không bao lâu sau, Liên Xô sụp đổ. Chả nhẽ, nhà cái trị lúc này tụng từ tư đến mức phải vẽ ra vụ phạt tiền những người lái xe không chính chủ. Rồi à, cái xứ này nó không quá đáng. Hầu hết lái xe không chính chủ, chứ đâu phải xứ nhà giàu như người ta xe ai người ấy đi. Nhà tôi lúc bốn người đi bốn xe máy, chỉ có mỗi mình tôi đứng tên đăng ký cho nó tiện. Giờ nhà nước đòi đè ra phạt, có mà chúng nó, vợ con biểu tình quá bằng giết tôi. Ông bà nào có ý bền, dùng lý sự lý luận nhằm làm giảm nhẹ tội cho đứa đàn bà tàn ác đánh chết cho bé 8 tuổi, tôi chẳng dám phê phán, bởi biết phê cũng cho ít gì. Chỉ nói nhỏ rằng các vị tự hãy tự đặt mình vào cuộc đời cho bé. Sống với con quỷ bị nó đầy ải, ngày này tháng khác trì miên, đòn roi giáng xuống bất kỳ lúc nào, không biết kêu ai chỉ biết cúi đầu thầm lặng chịu đựng. Sống giữa loài người mà cô đơn cô độc, đang cái tuổi như bước trên cành, ngoan hiền dễ thương như thế mà chỉ nhận được sự gã lạnh tan ác của người đời. Phải nói là đau đớn tột cùng. Phải chịu đựng như chó một ngày, thậm chí chỉ một giờ một phút thôi xem có phát điên lên không. Rồi hãy mở mồm bao chữa cho con ác quỷ kia. Đừng lên báo chí truyền thông phân trần gì nữa. Chân tướng lòng dạ lan sói đã lộ rồi. Tôi phải chụp lưu lại bài này cả nhỡ báo tự trả rút bài, lại bảo tôi bịa.